Mọi người thường thắc mắc nhà tụi mình có gì sao mọi người đến chơi là chẳng về. Đơn giản thôi mà, nhà tụi mình bán đồ si, tất nhiên là có nhiều đồ rồi. Tụi mình lựa chọn rất kỹ, đồ từ khắp nơi luôn. Bởi vậy giá cực kỳ mềm, mẫu mã thì khỏi chê, nó là độc nhất vô nhị đó. Để biết rõ hơn các bạn cứ tới nhà tụi mình xem nha. Còn sau đây là lực lượng của tụi mình nè. Tới mua đồ nhà tụi mình á thì các bạn còn được hàng xóm phục vụ văn nghệ rất là tận tình đó. Quan trọng nhất nè, tụi mình luôn có những buổi game offline tại nhà bạn khè như là bành đũa, bóng bàn, we will rock you, ma sói hay là bơm lắc đó. Và còn rất nhiều game nữa lắm, các bạn cứ tới chơi rồi xem thử nha. Chưa hết đâu, đừng có vội nha. Bên mình tập hợp toàn là trai xinh gái đẹp thôi, nhiều lắm, cỡm hết đâu. Nên tụi mình xin đại diện cái dàn bông hậu này nè. Đối với tụi mình, Ba Bích chính là nhà, là nơi gắn kết những tiếng cười, những ý tưởng. Để chứng thực những điều này thì dễ thôi mà. Bạn cứ đến thăm nhà tụi mình nha. Sớm gặp lại các bạn.